Chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ, trích Chinh phụ ngâm. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu chung. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu chung về tác giả. Tác giả là Đặng Trường Côn, chưa rõ năm sinh năm mất. Quê ông ở Nhân Mục, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông làm chức can gián vua và ông sáng tác chủ yếu là thơ Phú Chữ Hán. Khi mà tác phẩm của Đặng Trường Côn ra đời thì đã được rất nhiều dịch giả dịch. Trong đó, ý kiến phổ biến nhất cho rằng Đoàn Thị Điểm đã dịch tác phẩm Chinh Phụ Ngâm. Đoàn Thị Điểm sinh năm 1705, mất năm 1748, quê ở làng Vai Phạm, huyện Văn Giang, xứ Kinh Bắc. Bà có tác phẩm nổi tiếng là Truyền Kỳ Tân Phả và tác phẩm nổi tiếng thứ hai chính là việc viễn ngôn bài Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trường Côn. Tiếp theo đó, chúng ta đi vào tìm hiểu chung về tác phẩm. Tác phẩm đã ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt, đó là vào đầu đời Lê Hiển Tông. Lúc bấy giờ có rất nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra, nhiều trai tráng phải giã từ người thân ra trận. Đây chính là hoàn cảnh để cho tác giả của chúng ta sáng tác lên Chinh Phụ Ngâm. Chinh Phụ Ngâm đã nói rõ được nỗi lòng của người chinh phụ, tức là người vợ, khi người chồng ra đi nơi chiến trận. Hoàn cảnh sáng tác đặc biệt như vậy, nhưng hoàn cảnh dịch cũng rất đặc biệt. Bà Đoàn Thị Điểm đã dịch trong lúc mà vừa mới cưới chồng xong, nhưng người chồng phải đi xứ Trung Quốc. Thời gian này bà rất cô đơn và bà đã dịch Chinh Phụ Ngâm. Chính vì thế Chinh Phụ Ngâm đã nói rõ được nỗi lòng cô đơn của bà. Vậy Chinh Phụ Ngâm mang nội dung gì? Chúng ta thấy tác phẩm này chủ yếu nói lên sự cô đơn, những tâm trạng mong ngóng đợi chờ, lúc thì hy vọng, lúc thì thất vọng của người chinh phụ, trong khi chờ người chồng ra đi nơi chiến trận trở về. Mạch tự tình của tác phẩm này có thể chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, miêu tả lại buổi chia tay của người chinh phu và người chinh phụ. Đó là một buổi chia tay lưu luyến, bước đi một bước, vây vây lại dừng. Tiếp theo đó, phần thứ hai của tác phẩm miêu tả người chinh phụ ở nhà chờ đợi mòn mỏi người chồng theo năm tháng. Lúc bấy giờ thì người chinh phụ mang rất nhiều tâm trạng khác nhau. Cuối cùng phần thứ ba, để cho câu chuyện đỡ rơi, cho bài ngâm khúc đỡ rơi vào trong những trạng thái bi thương, thì tác giả đã miêu tả phần cuối với sự tưởng tượng hy vọng rằng người chồng sẽ trở về. Và sự trở về đấy là sự trở về hiển sinh. Nhưng tuy nhiên thì điều này chỉ là sự tưởng tượng trong giấc mơ thôi, còn hiện thực thì không có. Từ đấy chúng ta thấy nội dung của tác phẩm là gì? Tác phẩm đã thể hiện giá trị nhân đạo cao cả qua việc nói lên tinh thần oán ghét chiến tranh phong kiến, đồng thời nói lên khao khát tình yêu hạnh phúc lứa đôi. Bên cạnh đấy thì chúng ta thấy về mặt hình thức, tác phẩm này cũng rất đặc biệt. Tác phẩm này thuộc thể loại ngâm khúc. Về mặt thể thơ, trong nguyên bản, Đặng Trần Côn đã sáng tác theo thể trường đoàn phú, có nghĩa là những câu văn dài ngắn khác nhau, câu thơ dài ngắn khác nhau. Nhưng trong bản dịch thì dịch giả của chúng ta đã dịch sang thể phong thất lục bát với phép đối và cả phần chân và lưng, tạo âm điệu dồi dào phù hợp với việc diễn tả nội tâm. Chúng ta có thể lấy ví dụ như là hai câu sau trong nguyên bản là sầu tự hải khắc như miên, và bản dịch đã dịch thành khắc giờ đằng đẵng như miên, mối sầu dằng dặc tự niềm đường xa. Rõ ràng là hai câu trong bản dịch với thể phong thất mục bát có một âm điệu dồi dào hơn. Tiếp theo phần cuối, chúng ta đi vào tìm hiểu về vị trí của đoạn trích. Đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ nằm ở phần 2 của tác phẩm, từ câu 1193 tới câu 228. Và toàn bộ phần này nói lên sự cô đơn của người chinh phụ trong thời gian không có tin tức của người chồng. Từ đấy chúng ta đi vào phần thứ 2, đọc hiểu văn bản. Chúng ta có thể chia bài này thành 2 phần. Trong đó phần 1, từ câu 1 đến câu 16, nói về nỗi cô đơn của người chinh phụ trong cảnh lẻ loi. Còn câu thứ 17 cho đến câu 28 nói về nỗi nhớ thương người chồng ở nơi phương xa,
và tình cảnh ấy càng khiến cho người thai phụ thêm ảm đạm. Từ đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu rõ hơn tâm trạng và nghệ thuật miêu tả tâm trạng của người sinh phụ qua lần lượt các phần. Phần 1, 16 câu đầu, những ngày tháng cô đơn. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu theo trình tự 8 câu đầu từ câu 1 cho đến câu 8. Ở đây, tác giả đã tả tâm trạng qua hành động. Hành động ấy chính là hành động đi ra đi vào, cuốn lên buông xuống tấm rèm nhiều lần, dạo trên vắng, thầm reo từng bước. Hành động lặp đi lặp lại không có mục đích rõ ràng, thể hiện một tâm trạng nặng nề, tù túng, nóng ruột. Đồng thời, tác giả còn tả cả tâm trạng qua ngoại cảnh. Ngoại cảnh ở đây là hình ảnh chim thước. Ngoài rèm thước chẳng mách tim, trong rèm giường đã có đèn biết chăng. Chim thước là vật báo tin may, còn đèn là vật tả nỗi cô đơn, thường được dùng trong ca dao và thơ cổ. Nó thể hiện sự mong ngóng tin tức của người chồng, mong có người chia sẻ nỗi cô đơn. Câu hỏi tu từ, hỏi đèn, nhưng thực ra cũng chính là mong muốn tha thiết có người hiểu thấu cho tâm can của mình. Dường như hỏi đèn, người sinh phụ không thể nào trả lời được. Tâm trạng đã được bộc lộ đến mức cao nhất, do vậy người sinh phụ đến những dòng thơ này đã trực tiếp thể hiện nỗi lòng của mình. Lòng thiết riêng, bi thiết mà thôi. Ở đây, người sinh phụ đã dùng từ bi thiết, một tính động từ mạnh để nhấn mạnh nỗi buồn thêm chuộng của nàng. Ta cảm tưởng những ống kính máy quay đang kề sát chân dung người sinh phụ để chớp lấy những cảnh sắc thái tâm trạng tinh vi. Đó là nỗi buồn rầu chẳng nói lên lời, buồn rầu đến mức chẳng thiết nói năng. Câu thơ đã nêu lên một quy luật tất yếu của nỗi buồn. Khi buồn tới độ cao trào, con người ta trở nên câm lặng trước mọi vật. Tới câu 8, ống kính lại đưa ra xa để bao quát căn phòng. Trong lòng người thì bão tố, mà cảnh vật thì tĩnh mịch, đơn côi đến buồn bã. Ta nhìn cảnh ấy không thấy thương cho được. Từ đây chúng ta đi vào tìm hiểu tiếp 8 câu sau, từ câu 9 cho đến câu số 16. Ở đây, tác giả đã miêu tả tâm trạng qua cảm xúc về thời gian. Khắc giờ đằng đẵng như niên, mối sầu dằng dặc tựa miền biển xa. Thời điểm được miêu tả ở đây là lúc đêm về sáng, chứng tỏ người chinh phụ đã thức cả một đêm dài. Nàng như đo đếm từng khoảng thời gian, và càng đo càng thấy dài. Khắc giờ đằng đẵng như niên. Tác giả đã dùng biện pháp so sánh kết hợp với từ này để nhấn mạnh cảm thức về thời gian của người chinh phụ. Tác giả so sánh với hình ảnh cụ thể để miêu tả độ dài, độ sâu, vô tận của thời gian và nỗi sầu. Từ lấy đằng đẵng mô tả độ nhích chậm chạp của thời gian. Nếu ở trên không gian bị chống vóng hóa, thì ở dưới giải cao su thời gian lại bị kéo giãn ra vô tận, không có điểm dừng. Từ lấy rằng rặc đối với từ lấy đằng đẵng ở trên cho ta thấy thêm một khía cạnh của tâm trạng. Dường như không chỉ buồn chán mà còn tù túng bế tắc. Câu thơ đã diễn tả đúng một quy luật của nỗi nhớ. Càng nhớ, thời gian càng như dài ra. Từ đây chúng ta chợt hồi tưởng lại tâm trạng của Quan Không khi ở trong trứng của Tào Tháo. Một ngày đằng đẵng, và đó còn là tâm trạng của Kim Trọng thứ tương tư thế kiều. Sầu đông càng lắc càng đầy, ba thu dọn lại một ngày dài ghê. Nhìn thấy cảm thức thời gian ấy, sẽ làm chúng ta không thấy buồn. Và khi mà con người ta cảm thấy thời gian quá dài ấy, người ta phải tìm những hành động, những thú vui để bù đắp. Người chính phụ đã tìm đến những hành động, những thú vui là gì? Hương gượng đốt, hồn đà mê mải. Hương gượng soi, lệ lại châu trang. Sắt cầm gượng gầy ngón đàn. Dây uyên kinh đức, tiếng loan ngại trùng. Ở đây chúng ta thấy tác giả đã liên tiếp sử dụng rất nhiều được từ gượng để cho thấy được những hành động này đều là những hành động miễn cưỡng, gượng gạo, chán trường. Thậm chí ở đấy nó còn mang nỗi sợ, chia lìa đôi lứa. Dù ở đây
tốt thương thì tạo sự ấm áp, cầu mong an lành đấy, xoay vương thì là thú vui điểm trang đấy, còn gầy đàn thì là cách để tạo niềm vui từ âm nhạc. Nhưng tất cả những cái đấy không giúp nàng xua đi nỗi buồn, thậm chí nó còn đem đến những sự cảm không hay. Nó làm chúng ta gợi nhớ đến bài Thiêu Án của Vương Xuân Linh: trẻ trung nàng biết đâu sầu, ngày xuân trăng điểm lên lầu ngắm hương. Nhắc chung vẻ liễu bên đường, phong hờ ngẫm dại, tôi chàng kiếm chi. Ở đây càng soi gương càng nhìn thấy mình trong tấm gương ấy, nỗi buồn của người chinh phụ càng tăng lên. Nhìn thấy tuổi xuân trôi qua một cách vẽ vàng, sao chúng ta không thấy xót? Đặc biệt với hai từ kinh ngại, Tây Nguyên kinh đức, kính loan ngại trùng, ta thấy dường như ở trong dòng thơ ấy có một cơn sóng dữ ào lên lênh láng trong lòng người chinh phụ. Để rồi đến tám câu cuối, sự cô đơn ấy đã chuyển thành nỗi nhớ thương người chồng ở nơi phương xa. Nàng muốn gửi trực tiếp những tâm sự của mình đến người chồng, nhưng nàng có gửi được không? Lòng này gửi gió đông có tiện, nhìn vàng tim gửi đến non yên. Trong tâm trạng chán trường ấy, người chính phủ bắt gặp ngọn gió đông, trong nàng lóe lên một nguồn hy vọng. Nàng ban ngày cả gió đông để gửi nhớ thương tới nơi chồng. Câu hỏi ở đầu cùng với việc sử dụng rất nhiều từ trang trọng như có tiện, nhìn vàng, tin thể hiện sự nhớ mình ngăn nghỉ ngọn gió, nhưng đó chỉ là một mơ ước phi thực tế, lóe lên rồi vụt tắt ngay. Chỉ có nỗi nhớ là hiện thực. Non yên dù chẳng tới miền, nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời. Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu, nỗi nhớ chàng đau đớn nào xong. Nỗi nhớ được cụ thể hóa bằng hình ảnh độc đáo, đường lên bằng trời. Tác giả còn dùng từ này thăm thẳm chỉ độ sâu để miêu tả nỗi nhớ. Nó cho thấy nỗi nhớ sâu sắc, kéo dài đến mức đã lặn vào tâm hồn người chinh phụ. Bốn câu thơ là sự hy vọng nhưng thất vọng nhanh chóng, là việc tìm cách liên lạc với người chinh phụ song bất lực, đọng lại nỗi nhớ thương đau xót của người chinh phụ. Để rồi ở đấy, tác giả đã gợi ra một không gian thiên nhiên và con người và thiên nhiên như soi chiếu vào nhau. Đầu tiên, đấy là một khung cảnh rước lệ, gió đông non yên. Khung cảnh ấy là một khung cảnh của chiến trường rộng lớn, xa xăm, đầy bất chắc. Non yên là nơi chiến trận nhưng lại chẳng rõ là đâu. Để rồi đọng lại là một không gian buồn, cảnh buồn người thiết tha lòng, cành cây xương lượng, tiếng trùng mưa phun. Nó làm chúng ta chợt nhớ tới những câu thơ của Nguyễn Du: cảnh nào cành chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Vì tấm lòng buồn nên người chinh phụ nhìn vào cảnh cũng chỉ thấy lạnh lẽo mà thôi. Ở đây ta thấy tác giả đã dùng những từ như xương lượng, tiếng trùng mưa phun đều là những từ diễn tả được không gian lạnh lẽo. Nỗi buồn ở đây dường như đã chuyển hóa thành nỗi đau rồi. Từ đấy ta thấy câu thơ đã mang một triết lý khái quát về quy luật: lòng người buồn thì cảnh vật cũng chẳng thể vui, lòng người lạnh lẽo thì cảnh vật dường như cũng lạnh lẽo theo. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu được nội dung tâm trạng của người chinh phụ qua toàn bộ đoạn trích. Qua việc tìm hiểu, chúng ta còn thấy đoạn trích này có một cái điểm rất hay, thể hiện rõ được nét riêng của tác phẩm chinh phụ ngâm, đó chính là lối thơ bắt dòng. Ví dụ như đoạn sau: nhìn vàng tin gửi tới non yên, non yên dù chẳng tới miền, nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời. Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu, nỗi nhớ chàng đau đớn nào xong. Từ non yên ở câu trên có liên hợp với từ non yên ở dưới. Cũng như thế ở câu số 3, từ trời kết thúc câu thì lại gặp từ trời
đứng đầu ở câu sau. Đối thơ các dòng này đã làm cho câu thơ có sự liên kết với nhau, đồng thời góp phần diễn tả nỗi buồn triền miên kéo dài lê thê không dứt. Vậy ở đây chúng ta lý giải tại sao người chinh phụ lại buồn. Có rất nhiều ý kiến, thế nhưng chúng ta thấy ngay đầu tiên là vì chiến tranh chia lìa đôi lứa. Vì người chồng phải ra đi bằng tin tức, người chinh phụ chỉ biết chờ đợi trong vô vọng. Cuộc chiến tranh ấy rõ ràng là một cuộc chiến tranh phi nghĩa. Nó chỉ phục vụ cho lợi ích của giai cấp phong kiến, còn đời sống nhân dân thì càng thêm đau khổ. Từ đấy, tác phẩm đã thể hiện giá trị nhân đạo cao cả. Qua việc thể hiện trường tâm trạng với rất nhiều cung bậc của người chinh phụ, tác phẩm đã lên án cuộc chiến tranh phi nghĩa, đồng thời thể hiện sự đồng cảm với khát vọng hạnh phúc lứa đôi. Đồng thời chúng ta cũng chú ý tới mặt nghệ thuật. Nghệ thuật nổi bật nhất trong đoạn trích này là nghệ thuật miêu tả nội tâm con người. Tác giả vừa miêu tả trực tiếp, vừa miêu tả gián tiếp qua hành động, ngoại cảnh, qua cảm xúc về thời gian, qua hành động, vân vân. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu được toàn bộ đoạn trích. Ta thấy là cả đoạn trích này và cậu khúc ngân quả thực đã động lại thành một mối sầu thêm khổ mà không nhàm chán, bởi vì diễn biến tinh vi đa dạng của thế giới nội tâm nhân vật. Tiếng nói độc thoại của người chinh phụ hấp dẫn lòng người chính vì giá trị nhân văn cao cả được khắc họa vào nghệ thuật cổ điển tuyệt vời này. Mong là các thầy cô giáo sẽ có tiết dạy văn thú vị, cũng mong các em học sinh sẽ càng thêm yêu thích hơn bài học này. Xin chào tất cả các thầy cô giáo và các em.